Anh Lê Thị Thành, giáo dân, sinh 1781, mất năm 1841, ngày tử đạo, ngày 12 tháng 7. Thánh Anh Lê Thị Thành sinh vào năm 1781 tại làng Bái Điền hay Giao Miếu, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Song thân là người đạo gốc, gia đình khá giả nhưng không có con trai nói giỏi tông đường nên phân phụ cưới thêm vợ thứ hai, khiến mẹ bà Thành phải mang hai cô con gái Thành 12 tuổi và Phụng 10 tuổi ra đi lập nghiệp tại thôn Đông, xã Phúc Nhạc, tỉnh Ninh Bình. Năm 17 tuổi, cô Thành kết hôn với anh Nguyễn Văn Nhất, sinh được hai cậu con trai và bốn cô con gái. Theo phong tục địa phương, người làng lấy tên cậu con trai đầu lòng để gọi song thân. Vì thế mà bà Thành còn được gọi là bà Lê. Hai ông bà quan tâm nuôi dưỡng và giáo dục đức tin cho con cái. Đặc biệt, bà Lê rất trọng những người dân mình cho Chúa, cách riêng các thừa sai và linh mục quản quốc. Gia đình ông bà luôn sẵn sàng đón tiếp giáo sĩ đến tá túc trong thời bị bắt hại. Vào sáng ngày đại lễ Chúa Phục Sinh, ngày 14 tháng 4 năm 1841, tên Để, người theo giúp cha Thành, muốn lập công và ham tiền thưởng đã mật báo nơi trú ẩn các đạo trưởng Tây Nam với Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Linh mục thừa sai Jean Paul Galli Catholic được ông trùng cơ đưa sang vườn nhà bà Đê, núp trong đường mương khô cạn cạnh bụi tre, có rơm rạ che khuất. Nhưng lính đã nhìn thấy bóng người chạy trốn nên cố sức lục soát và cuối cùng thì bắt được cha. Bà Đê, chủ nhà, cũng bị bắt vì tội che giấu đạo trưởng trong nhà. Ông trùng cơ, bà Đê và 8 người khác bị đóng gông đưa về một Nam Định. Vì chiếc gông quá nặng, bà Đê nhiều lần gục ngã trên đường. Tại công đường, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh khuyến dụ ngọt ngào, ca cắn nhục hình, đánh đòn đến tan nát thân mình, thả rắn độc vào hai ống quần, cũng không thể lung lạc niềm tin son sắc của bà Đê. Khi vào thăm mẹ, cô Nguyễn Thị Nụ khóc nức nở khi nhìn thấy tấm áo một thân loang lộ vết máu. Nhưng bà Đê âu yếm an ủi: "Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?" Một lần viếng thăm khác, bà Đê nhắn nhủ: "Con hãy về chuyển lời mẹ đến với anh chị em con, nhớ coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sáng, sáng tối nguyện kinh, dâng lễ, cầu nguyện cho mẹ phát thánh giá đến cùng. Không bao lâu nữa, mẹ con chúng ta sẽ đoàn tụ trên nước thiên đàng." Ngoài cực hình tra tấn, ăn uống cam khổ, bà Đê còn mắc chứng kiết lỵ. Mặc dù có nữ tu tận tình chăm sóc, sức lực bà Đê ngày càng yếu và đã an nghỉ trong Chúa vào đêm 12 tháng 7 năm 841 nơi chốn lao tù dưới thời vua Thiệu Kỳ. Theo quy định, binh lính đốt ngón chân của bà để xác nhận tử tội đã từng trần. Thi hài của bà được an táng tại pháp trường Năm Mẫu. 6 tháng sau, được giáo hội cải táng về nhà thờ Phúc Nhạc. Thánh nữ Anne Lê Thị Thành D được nâng lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1910.
1988. Mời cộng đồng đứng thành kính thân lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sùng Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thật là xúc động khi chiều hôm nay trời mưa lớn nhưng chúng ta vẫn hy sinh hiện diện một cách đông đảo trong thánh lễ của năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Tôi nghĩ rằng sự hy sinh của anh chị em là một món quà, là một của lễ đặc biệt dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta chấp nhận trong tình trạng mưa gió, tình trạng không thuận lợi của thời tiết, nhưng chúng ta vượt qua để đến với Chúa Kitô trong thánh lễ hôm nay. Xin Chúa thương và là bầu cử của Thánh Philippe Phan Văn Minh, của Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu cùng các thánh tử đạo Việt Nam ban ơn nhiều cho tất cả chúng ta. Đặc biệt chúng ta cũng hướng về một cái giáo hội anh em mà ngày hôm nay toàn thể giáo hội kính nhớ các vị thánh tử đạo của giáo hội này cùng bán đạo Triều Tiên xứ Kim Chi. Hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Andre Kim Tê Gôn và Paulo Chung Ha San cùng các bạn tử đạo. Loa báo tinh hoạt giống mừng đã được gửi đến được loa báo tại xứ Triều Tiên từ thế kỷ thứ 17, nhưng mà đến năm 1836 mới có sự xuất hiện của các nhà thừa sai ngoại quốc. Và cũng bắt đầu từ đây, những cuộc bách hại thật là khốc liệt, không thua kém gì cuộc bách hại ở tại Việt Nam. Và kết quả là có rất nhiều vị tử đạo đã dùng máu của mình để làm phát sinh một giáo hội ngày hôm nay là giáo hội Hàn Quốc, giáo hội Triều Tiên một cách trưởng thành như giáo hội Việt Nam chúng ta. 103 vị tử đạo của giáo hội Triều Tiên đại diện cho dân tộc Triều Tiên, đại diện cho những anh hùng tử đạo của giáo hội để dâng lên Thiên Chúa giọt máu của mình, cùng chung vui với giáo hội anh em chúng ta nhớ đến những bậc tiền nhân của chúng ta mà ngày hôm nay chúng ta cũng nhớ đây. Xin
tất cả chúng ta biết bắt chước theo Ngài, dám hy sinh, dám dấn thân, dám đổ máu, dám từ bỏ mình để loan báo tin mừng, để làm chứng cái tin mừng ngay chính trong cái môi trường sống của mình, trong chính những bộ phận hàng ngày của mình, để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận. Giờ đây chúng ta thành tâm ăn năn sám hối, xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ dâng lên Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa được lòng trung thành với thập gia con.
đồ mau đào ra. Nhờ lời thánh nhân cầu bầu, xin cho chúng con biết đem tình yêu Chúa đến với anh chị em chúng con và được sống xứng đáng là con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài Chích Sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Elia đi một ngày làm vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và ở đây, Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: Hãy trỗi dậy mà ăn. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước. Ông ăn uống rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: Hãy trỗi dậy mà ăn, vì đường ngươi phải đi còn xa. Ông liền trỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của ăn nuôi ấy, ông đi 40 ngày 40 đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Người đi trong nước mắt để mà dòng theo trên đường đau, người về vì cuối cao.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: quả thật, ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, hãy khen Chúa. Người ta nói như thế này, chẳng biết đúng hay sai. Một lần cảm ơn là hai lần xin ơn. Mỗi người tự cảm nhận điều này đúng hay sai, tùy riêng cá nhân con, thì con luôn luôn nghĩ rằng đó là đúng. Bởi đó mà con xin phép được đôi phút để nói lời cảm ơn, kẻo con quên sao thánh lễ. Cảm ơn cộng đoàn đã hiện diện trong thánh lễ mà cha chủ tế nói rất đặc biệt chiều hôm nay. Sự hiện diện của chúng ta ở trong nơi này, nó xua đi hết tất cả gió lùa, mưa lạnh ở bên ngoài. Con tin rằng giờ này không ai trong chúng ta cảm thấy lạnh bởi vì gió lùa, mưa lạnh ở ngoài kia. Chúng ta có một sự ấm áp thật sự trong niềm tin, trong tình người với nhau. Cảm ơn cách đặc biệt hai họ đạo hơi xa một tiếng, mà hôm nay trước hết là vì lòng yêu mến thánh linh, thứ hai là cũng vì lòng yêu mến con, đó là hai họ đạo của con trước đây, trước khi di chuyển lên đây, Vũng Liêm và Đức Hòa đã có mặt thật là đông đủ và thật là vui tươi trong buổi chiều hôm nay. Bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe, từ lúc nhỏ con nghe câu chuyện này, con nghe bài này, con nói: ồ, Chúa Giêsu dạy gì kỳ vậy ta? Làm gì mà có hạt lúa chết đi mà nó lại sống lại? Chết đi rồi làm sao sống lại? Đấy là mình nghe từ nhỏ. Khi lớn lên một chút, đi làm ruộng với ông ngoại, đi ngâm lúa giống, vớt lúa giống với ông ngoại, ngâm lúa giống xong rồi phải vớt lên, mỗi ngày phải xả, phải ủ, ủ 24 tiếng đồng hồ thì phải xả ra, thì múc nước ở dưới sông, xả bao lúa giống. Trời ơi, chua lò mà có khi nó còn thúi thúi nữa. Và ngày nào cũng xả như thế, xả 3 ngày thì mới đổ ra. Nếu không xả, giống không bao giờ mọc lên được. Hạt lúa nó không bao giờ trở thành một cây. Lúc đó con mới hiểu thêm được một chút nữa về câu chuyện, về giáo huấn của Chúa Giêsu. Tại sao Chúa Giêsu nói rằng hạt lúa đã rơi xuống, nếu nó không chết đi, nếu nó không thối đi, thì nó sẽ không trở thành một cây. Rồi đến một ngày kia, con đọc một cái câu chuyện ngắn như thế này. Câu chuyện mang tên là hai hạt lúa. Chuyện kể rằng có hai hạt lúa trong rất nhiều mớ lúa giống kia được ông chủ chọn lựa, phơi sàng lọc lửa kỹ lắm, hạt giống rất là đẹp, đều đặn sáng trưng hết. Một ngày nọ, tất cả các hạt giống này nghe biết được rằng ông chủ chuẩn bị đem mang mình ra gieo ở ngoài đồng kia. Mọi người sửa soạn cho một cuộc hành trình mới đây, không biết là như thế nào. Thì có một hạt lúa, nó nói với cái hạt lúa kế bên, hạt lúa đó con gọi là hạt lúa số 1, nói với hạt lúa số 2 là: ây cha, ta không thích cuộc hành trình mới này. Tại sao ta phải vùi mình trong nước kia? Tại sao ta phải phơi nắng phơi mưa?
Tại sao ta phải chết đi? Ta phải giữ lại những gì tốt đẹp nhất mà cuộc đời ban cho ta chứ? Không, ta không bao giờ tham gia cuộc hành trình mới này. Thế là nó lăn vào một cái góc kia an toàn, nằm trốn ở đó. Tất cả các hạt lúa còn lại, trong đó có hạt số 1 nữa. Xin lỗi, hạt số 2. Hạt số 2 cùng bạn bè của mình theo chân ông chủ ra đến ngoài đồng kia, gieo mình xuống ruộng kia và nằm ở trong nước đó, mục nát đi để rồi cuối cùng trở thành một cái cây lúa cho nhiều người. Riêng hạt giống số 1 nằm ở đó, trong một cái góc khuất lạnh lùng, không còn ai ở bên cạnh mình, cô đơn, trong sợ hãi, trong tối tăm. Một ngày nọ, trong bóng tối đó, anh chàng số 1 này bỗng nghe một cái rầm đập vào con người của mình, tan nát ra. À, thì đó là hai cái hàm răng sắc nhọn của con chuột kia cắn vào hạt lúa và nó tan sát ra. Nó không là gì nữa, nó không là hạt lúa, nó chỉ là một cái viên mộng non cho người khác mà thôi. Khi con đọc được câu chuyện đó, thì con cảm thấy rằng quả thật Chúa Giêsu của mình là một bậc hiền triết chứ chẳng chơi. Ngài dạy bài học này quả thật là một triết lý của cuộc sống mà con gọi là triết lý của hạt lúa. Hạt lúa mì rơi xuống đất như Chúa Giêsu nói, nếu nó không chấp nhận chết đi, không phận hạt lúa tròn trịa, xinh đẹp, duyên dáng của nó, nó không chấp nhận chết đi cái hoàn hảo mà cuộc đời ban cho nó, mà nó cảm nhận được rằng như thế là tốt, là an toàn, là hạnh phúc rồi, thì mãi mãi nó cũng chỉ là một hạt lúa cô đơn, để rồi cuối cùng trở thành một miếng mồi cho người khác. Chúa Giêsu không nói điều này một cách bâng khuâng, và Chúa Giêsu đã thực hiện triết lý của hạt giống này mà Thánh Phaolô đã viết lại cho chúng ta. Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa trên trời, Ngài không giữ mãi thân phận Thiên Chúa quyền năng tốt lành, mà Ngài chấp nhận đi vào trần thế này với một cuộc sống con người như bao nhiêu người khác, mà còn hơn những người khác, đi xuống tận cùng cái khó khăn, cái túng thiếu, cái nghèo khó của con người. Để một mình Chúa Giêsu, con nghĩ rằng chúng ta nghe Trường Vũ hát bài: khi tôi sinh ra mang được hai tiếng con nhà nghèo. Không phải đâu bạn, Chúa Giêsu mới là người hát đúng cái câu đó. Chúa Giêsu mới là người hát một cách mạnh dạn cho mọi người biết được rằng tôi đây nè, tôi sinh ra mới đúng là con, tiếng con nhà nghèo đây nè. Có một đứa trẻ nào sinh ra trong cuộc đời này mà nó chẳng có cái miếng dẻ rách để quấn nó? Mấy con bò con lừa kế bên Chúa Giêsu sợ Chúa Giêsu bị thời tiết bên ngoài mùa đông giá rét chịu đâu có nổi. Đứa trẻ mới sinh ra mà nó tội nghiệp quá, nó ở xích lại gần bên Chúa, thở vào Chúa để cái nhiệt độ trong cơ thể của một con vật, có nghĩa là cũng giống như chúng ta, 37 độ này hòa hơi ra trong cái mùa đông giá rét, hy vọng rằng cũng một chút nào đó sự ấm cho Chúa. Chúa là Thiên Chúa quyền năng. Thánh Phaolô đã không giữ lại thân phận của Thiên Chúa quyền năng, chấp nhận như một hạt lúa vùi sâu vào trong lòng đời này để trở thành một sự tốt đẹp cho mọi người. Không giữ lại cái cá nhân tốt lành của mình, không giữ lại con người của mình, không giữ lại cái tôi của mình, không giữ lại thân phận của mình. Một hạt lúa nữa được coi như là gương mẫu trong bài đọc thứ nhất, sách Các Vua quyển thứ nhất, tường thuật lại rằng Elia đi một ngày đàn vào quan địa, rồi đi tới một nơi kia, ông xin Chúa thôi, lại Chúa đủ rồi, Chúa cất mạng sống con đi,
nhiêu được rồi, đừng có thử thách con nữa, còn chẳng hơn gì tổ phụ của con. Cái ông này hơi mát, tự nhiên rồi ông đi đến nơi đó rồi xin Chúa như thế. Thưa không có cái tự nhiên, có cái nguyên nhân của nó. Con xin mở ngoặc ra một chút, cái ngoặc này nếu nó có thể hơi dài thì cũng chỉ là để cho mọi người hiểu được câu chuyện của Elia. Elia lúc đó được Chúa sai đến với nói với dân Chúa rằng: hôm nay ngươi phải nói cho dân của ta biết được rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi, chứ không có thần nào khác. Elia tập trung dân Chúa lại và làm cái bàn thờ, một bên là của Thiên Chúa, con xin kể vắn tắt, một bên là của thần Ba-an. Bên bàn thờ của Chúa là một mình Elia đứng thôi, bên bàn thờ của thần Ba-an là 400 vị sứ sải. Và một cuộc tỉ thí được bắt đầu với điều kiện được đưa ra: sau một lúc cầu nguyện, lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ bên bàn thờ nào thì chứng tỏ rằng đó thần minh của bàn thờ đó là thật. 400 vị sứ sải bắt đầu thi hành lời cầu nguyện của mình trước. Từ sáng cho tới trưa không thấy vị thần của mình chứng giáo. Elia mới nói thêm rằng: xin các vị kêu to hơn một chút, cần thiết là lấy dao rạch mình của mình ra để máu chảy, hy vọng rằng thần của mình sẽ thương đến mình, nhận lời của mình. Và họ đã làm theo lời yêu cầu của Elia. Mình mẩy chảy máu ròng ròng hết, kêu khàn cả tiếng hết, không hề xuất hiện một miếng lửa nào hết. Đến chiều họ không làm nổi nữa. Bây giờ tới Elia, một lời cầu nguyện thật ngắn: lạy Chúa, xin ngày hôm nay xin Chúa chứng tỏ Chúa là Thiên Chúa của chúng con trước mặt anh em của chúng con đây. Chỉ cần một lời ngắn thật ngắn như thế, lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ này. Elia nói: đó, ông bà anh chị em thấy không, Chúa của chúng ta là Thiên Chúa thật, một Thiên Chúa quyền năng, luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của mình. Dân chúng lúc đó không hề vỗ tay một tiếng nào, đùng đùng nổi dậy và tiêu diệt 400 vị sứ sải này. Hoàng hậu Jezabel ở nhà nghe cái tin này: trời ơi, nó giết hết tất cả sứ sải của mình rồi. Hoàng hậu Jezabel nói: cái tội ở chỗ, cái đầu sỏ ở chỗ là cái thằng Elia này đây. Tiêu diệt nó, gặp nó, chặt nó ra làm nhiều khúc. Chặt làm nhiều khúc là con thêm một chút thôi, đảm cho nó hấp dẫn. Nhưng mà hóa ra là Jezabel nhất định là phải tiêu diệt Elia. Thế là Elia phải bỏ chạy, phải bỏ chạy sự truy lùng của hoàng hậu Jezabel, quân lính của hoàng hậu đó. Khi chạy hết nổi rồi thì đây, Elia nằm xuống gốc cây tùng đó. Elia mới nói: thôi được rồi, bao nhiêu đó được rồi, bao nhiêu đó được rồi, cho con chết đi. Elia nằm xuống ngủ, mệt quá rồi. Nhưng câu chuyện con muốn đóng cái mặt ở chỗ đó để con nói Elia đã chết cái thân phận hạt lúa của mình như thế nào. Theo con cảm nhận, khi ông đang nằm ngủ phó mặc cho mọi sự đấy thì thiên thần của Chúa đến đánh thức ông và nói: Elia, trỗi dậy đi, ăn cái bánh này đi. Nếu là con dẹp đi, đoá giờ nha. Là nó có chịu nổi. Nhưng mà Elia có nghĩ lúc đó đã chấp nhận chết đi thân phận của mình, chấp nhận chết đi cái tôi của mình, chấp nhận chết đi cái ứng xử thông thường của một con người trong lúc này. Elia mở mắt ra, Elia trỗi dậy, ăn lấy một cái bánh đó. Sau đó là gì? Khi ta ăn xong cái bánh đó rồi, Elia đứng dậy. Ông chạy một đoạn đường dài với thời gian. Con nghĩ rằng trong cuộc đời này chưa một vận động viên điền kinh nào có thể chạy. Ông chạy 40 đêm ngày tới núi Horeb, nơi gặp gỡ Chúa ở đó. Con nghĩ rằng Elia đã chấp nhận như giáo huấn của Chúa Giêsu. Elia đã chấp nhận chết đi thân phận của mình. Đáng lẽ ra là trong hoàn cảnh đó, dẹp hết tất cả mọi thứ, trong hoàn cảnh ứng xử của một con người nóng giận, bực bội, khó chịu, lúc này nó phải tung ra hết
để đuổi đi ông thiên thần nào đó hơi tào lao một chút. Nhưng Elia đã không làm như thế, và Elia đã có một cái sức mạnh cần thiết, một sức mạnh mà không ai trong chúng ta tưởng tượng ra. Con cũng có thể nhìn thấy nhiều hạt giống khác lại noi gương Elia, lại nhìn theo gương Chúa Giêsu, chấp nhận chết đi cuộc đời của mình để làm trổ sinh những bông trái khác, là các thánh tử đạo Việt Nam, là người phụ nữ duy nhất trong 117 vị thánh tử đạo. Chúng ta nghe câu chuyện lịch sử của người ở đầu lễ, bà thánh Anne Lê Thị Thành. Khi các con đi vào tù thăm trước khi bà chết, các con nhìn thấy mẹ của mình đau khổ quá, quần áo thì tèm lem máu me không, bị hành quyết. Thì bà thánh Elia nói rằng: trời ơi, hôm nay mẹ được mặc một chiếc áo toàn là bông hồng, không có thấy không? Đẹp như thế, đẹp như thế. Các con đừng có lo lắng cho mẹ, các con hãy ở lại sống cuộc đời người con cái Chúa cho thật là tốt. Bà Elia Lê Thị Thành cũng đã chấp nhận chết đi con người của mình. Bà chỉ cần nói với mọi người rằng: không, tôi không phải là người Công Giáo. Hay ít ra là bà chỉ cần giả bộ nói như thế thôi, thì bà đâu có phải ở tù, thì bà đâu có phải khoác lên mình một chiếc áo với nhiều bông hồng máu me như thế. Bà đã chấp nhận chết đi một cái sự thoải mái đó, một cái ứng xử rất bình thường của một con người đó. Rồi hôm nay con cũng nhìn thấy đôi 300 hạt giống khác, như là cha chủ tế nói, đã chấp nhận chết đi một cái sự thoải mái của mình trong gió lạnh mưa rào đấy, để có mặt ở đây tham dự thánh lễ. Con nghĩ đó cũng là một sự chết đi của những hạt giống đang có mặt ở đây. Phần chúng ta hôm nay tham dự thánh lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta không có cơ hội, con nghĩ là chúng ta sẽ không có cơ hội để làm chứng đức tin của mình giống như các thánh tử đạo, để chết đi thân phận hạt lúa của mình, để biểu lộ niềm tin vào Chúa giống như các thánh tử đạo tiền bối của chúng ta nữa. Nhưng trong cuộc đời này, mọi nơi mọi lúc, chúng ta cũng được kêu gọi chết đi thân phận con người bình thường của mình, cái tôi của mình, để sống điều mà quan trọng nhất trong đời sống đức tin, trong giáo lý của người Công Giáo chúng ta với nhau, đó chính là sống tình thương với nhau. Chỉ khi nào chúng ta chết đi cái tôi của mình, chết đi cái hận thù của mình, chết đi cái nói xấu của mình, chết đi cái muốn trả thù người khác, nói tóm lại là chết đi con người tự nhiên của mình, thì chúng ta mới gần anh em của chúng ta, chúng ta mới nhìn thấy người đó thật sự là anh em của mình. Chúng ta hãy chết đi cái tôi đấy, chết đi cái riêng tư ấy, chết đi cái hạn chế của con người chúng ta có hết, để chúng ta sống yêu thương anh chị em với nhau. Và một điều mà con nghĩ rằng, nếu như trong chúng ta chấp nhận chết đi điều ấy, để chúng ta đến với nhau, để chúng ta cư xử với nhau, chúng ta sẽ tìm thấy an vui và hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Đó là chết đi cái lời nói đầy cá nhân của mình. Con không biết là câu chuyện con sắp kể sau đây nó có minh họa được điều đó không, nhưng con nghĩ là đó là một câu chuyện thật hay, thật ngàn vàng đáng giá cho chúng ta trong cuộc đời này. Câu chuyện kể về thầy trò của Khổng Tử ngày xưa. Một ngày nọ, một cậu học trò đến thưa Khổng Tử rằng: thưa thầy,
Thầy có thời gian không? Con xin phép thầy đôi ba phút để con nói với thầy về một người anh em học trò của thầy đang ở trong nhà của chúng ta. Khổng Tử chắc chắn là biết rồi, biết là người học trò này sẽ nói tất cả những gì có thể tốt và hầu hết là không tốt về cậu học trò ấy, người bạn ấy. Thì Khổng Tử nói rằng, con này, thầy sẽ cho con đủ thời gian để con nói với thầy về người anh em ấy. Thầy chỉ nhắc con rằng, tất cả những gì con sắp nói với thầy đây, con đã sàng qua ba cái sàng mà thầy đã chỉ cho con trước. Ôi thưa thầy, sàng gì thầy? Con đâu có biết cái sàng, con có nhớ thầy ơi. Không nhớ đúng không? Giờ đây thầy nhắc lại, cái sàng thứ nhất là sàng sự thật. Những điều con sắp nói với thầy đây, nó có đúng với sự thật không? Cái sàng thứ hai là cái sàng cần thiết. Những gì con sắp nói với thầy đây, có cần thiết cho con, cho thầy và cho người ấy không? Cái sàng thứ ba là cái sàng ích lợi. Những gì con sắp nói với thầy đây, có ích lợi cho con, cho mọi người không? Khi nhóc xong ba cái sàng ấy, người học trò này im lặng. Rồi người học trò này, thưa thầy, con xin phép cáo lui. Câu chuyện chỉ có như thế thôi. Nhưng mà quả thật, con muốn nói như thế này. Bất cứ ai muốn sống hạnh phúc ở đời này, người đó phải học lấy ba cái sàng mà Khổng Tử đã để lại cho học trò của mình. Khi tôi muốn nói về ai đó, tôi hãy sàng ba những điều tôi sắp nói đó qua ba cái sàng này: sự thật, ích lợi và cần thiết. Những điều mà tôi sắp nói đó, nếu được sàng lọc qua ba cái sàng này rồi, con tin rằng nó sẽ mang lại an vui, hạnh phúc, thanh bình cho mình và cho anh chị em của mình. Và lúc đó chính là lúc chúng ta là một hạt lúa như Chúa Giêsu, chấp nhận chết đi cái con người, cái suy nghĩ của mình không tốt của mình để mà sống với anh chị em của mình. Thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta hãy nhớ rằng trong cuộc đời này có ba thứ mà khi nó đã đi qua rồi, không bao giờ chúng ta tìm lại được nó. Một là thời gian, hai là cơ hội, ba là lời nói. Hãy nhớ lấy điều này trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta sẽ an vui, sẽ hạnh phúc. Giờ đây tất cả chúng ta cùng đứng lên để dâng lời cầu nguyện cho nhau. Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam đã anh dũng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa là con cháu của các ngài được trung thành với đức tin mà các ngài đã kiên cường gìn giữ và để lại cho chúng ta. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Chúng ta cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh Việt Nam luôn được tình yêu Đức Kitô thúc bức, nên chúng ta sáng ngời cho tình yêu Thiên Chúa bằng đời sống thánh thiện và nhiệt thành phục vụ mọi người. Chúng ta cùng Đức Giêsu Kitô.
để sống hoàn cảnh hiện tại theo thánh ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa phán, hay là đừng, là sự thật và là sự sống. Chúng ta cầu xin Chúa chúc lành và luôn đồng hành với chúng ta trong suốt chặng đường của cuộc hành hương này, để khi trở về trong quyết tâm mới, nhờ ơn Chúa và gương tử đạo của tiền nhân vô thúc, chúng ta sống cuộc đời làm con Chúa ý nghĩa hơn. Chúng ta cùng cầu xin. Xin Chúa. Xin giúp chúng con noi gương các ngài, can đảm tuyên xưng đức tin bằng việc tuân giữ luật Chúa và sống đời phục vụ yêu thương mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
và hữu ích cho phần rồi chúng con. Vì máu của Thánh Phi-líp-pê, Phan Văn Minh và các bạn tử đạo đã đổ ra để tuyên xưng danh Chúa, nói gương Chúa Kitô, đã nói lên những việc kỳ diệu của Chúa là làm nên sức mạnh trong bản tính mong dòng và làm cho sức yêu đuôi trở nên mạnh mẽ để làm chứng cho Chúa. Nhà Đức Kitô Chúa chúng con, vì thế cùng với các thần thánh trên trời, chúng con hằng tôn vinh Chúa ở trần gian và luôn luôn tung hô uy linh Chúa rằng: chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con
cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứ thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giáo nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện hiến thể ra sẵn sàng, nương cha vì dân, y cha vì dưa cũng như trên trời. Xin tha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho chúng con sa chứa tham đồ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi nghiêng loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc bày trở lại của Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được nuôi dưỡng bởi cùng một bánh thiên trong ngày mừng kính Thánh Phi-líp-pê Phan Văn Minh và các ban tư đạo. Xin cho chúng con được hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa và đang lãnh nhận phần thưởng muôn đời dành cho những ai biết kiên trì trong gian truân thử thách. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hôm nay con xin nói hai điều, một là cũ, hai là mới. Cũ có nghĩa là sau khi bài thánh kết lễ thì linh mục chủ tế, một đồng tế sẽ buông xưng thánh trước, và sau đó quý bà con giáo dân ai có lòng tôn kính đặc biệt muốn hôn kính xưng thánh thì chúng ta bước tới hòm xưng thánh. Trên đó có một cái khăn nhỏ để tỏ lòng tôn kính của chúng ta. Chúng ta hôn lên mặt kính xong, chúng ta dùng chiếc khăn nhỏ đó chúng ta lao qua. Điều thứ hai là điều mới. Xin phép cha chủ tế cho con giới thiệu cha với hai họ đạo của con có mặt hôm nay, cả hai họ đạo cũ, Dũng Vinh và Bích Hòa. Bà con giáo dân hai họ đạo cũ của con nghe cái tên của cha thì nhiều, nhưng mà diện kiến cha thì cũng không có mấy người. Hôm nay xin giới thiệu với quý bà con Dũng Vinh và Bích Hòa, người đang đứng kế bên con đây, có lòng sùng kính các thánh tự đạo của Việt Nam cách đặc biệt. Nếu con không muốn nói là Ngài cũng sống chết với tất cả những sinh hoạt và họ đạo đỉnh cao này tại trung tâm hành hương đỉnh cao này. Hôm nay đứng trước mặt con đây, chúng ta đã biết tên, bây giờ chúng ta lại thể hình cha vì ca e su. Xin hai họ đạo một tràng pháo tay để cha qua. Cảm ơn các cậu. Dạ, con cũng xin phép con thông báo nhỏ nhỏ. Ngày mai, ngày 21 tháng 9, giáo hội mừng kính Thánh Matthew tông đồ thánh sử, và cũng là thánh bổn mạng của ông cha đứng kế bên con. Ngài được Đức Cha đưa về đây phụ trách trung tâm hành hương, và ngày mai là bổn mạng của Ngài. Con nghĩ là hồi nãy chúng ta đã vỗ một tràng pháo tay chào con, thì con xin trả lại, xin mọi người và cộng đồng chúng ta cùng tràng pháo tay cho ông bổn mạng. Và giờ đây, trong cái bộ khí thánh tiên này, chúng ta cùng nhau viếng nhà thờ, dâng lên Chúa một lời kinh lạy cha trong tin kính, và cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng để được hưởng nhờ ơn toàn xá trong năm tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con bị nhân cha đã xa, lưu cha bị lớn, khi cha đã hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay dân dụng hàng ngày, và tha chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chúng ta rồi, nhưng cứu chúng con cho khỏi.
Xin ban cho chúng con sự trợ giúp từ trời, và xin ban cho dân Chúa đang tập hợp nơi đây và đang khiêm tốn cầu xin được ơn tha thứ tội lỗi và mọi ân sủng của Cha, để họ được hạnh phúc ở đời này và đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Trước khi cả đoàn hát bài hát kết lễ, con xin có một thông báo thật là nhỏ. Sau thánh lễ, tất cả các ghế chúng ta giữ nguyên lại cho một cái cộng đoàn ngày mai có đi hành hương tại đây, sẽ dân thánh lễ tại đây. Nên tất cả các ghế chúng ta giữ nguyên tại chỗ hết, không cần phải dẹp vô gì cả. Con xin cảm ơn. Lời xong, chúc anh chị em đi bình an.